Đánh thức giàu có lần thứ 58 là một chương trình vô cùng đặc biệt, 58 chương trình. Và chúng ta đã làm chương trình này trong suốt hơn 10 năm qua. Có hàng trăm ngàn người đã thay đổi cuộc sống của họ, trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên hạnh phúc hơn và trở nên giàu có hơn. Đây sẽ là chương trình lần thứ 58 được tổ chức, nhưng với một mô thức vô cùng đặc biệt, làm chương trình online. Thông qua chương trình online, chúng ta sẽ học được ngay tại nhà của các bạn. Việc của bạn là hãy dành ra 3 ngày trọn vẹn để có thể học chương trình này. Trong 3 ngày này, bạn sẽ có thể học được những chiến lược của tôi, làm thế nào để tăng cường sức khỏe của bạn, làm thế nào để tăng cường được sự hạnh phúc trong cuộc sống của gia đình bạn, và làm thế nào để chúng ta trở nên giàu có hơn, thịnh vượng hơn bằng việc phát triển công việc kinh doanh của mình. Bạn có thể hỏi đáp trực tiếp cùng Phạm Thành Long trên các thiết bị của bạn. Tôi khuyên rằng bạn nên sử dụng máy tính, iPad hay màn hình TV để chúng ta có thể tương tác trực tiếp với khổ lớn. Và tin vui dành cho bạn. Tin vui thứ nhất, chương trình được tổ chức ngay tại nhà bạn, miễn là bạn có kết nối Internet. Tin vui thứ hai, nó miễn phí hoàn toàn cho các bạn. Và tin vui thứ ba, bạn có thể giao lưu, bạn có thể học hỏi cùng các nhà kinh doanh khác, cùng những con người thành công khác ở khắp Việt Nam. Đây là chương trình quy mô lớn đầu tiên được tổ chức trên online. Và thông qua chương trình này, nó sẽ giúp cho các bạn được giao lưu với tất cả các học viên khác của chúng tôi ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Và trong số rất nhiều người này sẽ có những người từ châu Âu, từ Mỹ, từ Anh và nhiều người từ nhiều quốc gia khác. Những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài cũng có cơ hội được học này. Những chương trình đánh thức giàu có khác bạn phải học trực tiếp tại hội trường. Nhưng với kích thước của hội trường bây giờ, nó không thể đủ cho bất kỳ chương trình đánh thức giàu có nào cả, nên nó sẽ được tổ chức online 3 ngày. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người sẽ nói rằng là ồ, online thì sẽ không hiệu quả như offline. Không, bạn hãy tin rằng online sẽ hiệu quả hơn cả offline nếu bạn thực sự tập trung cho 3 ngày này với máy tính của bạn đủ lớn, với tai nghe. Và trong 3 ngày này, bạn có thể giao tiếp trực tiếp với tôi. Hàng ngàn người sẽ có mặt tại chương trình này và bạn cũng sẽ là một trong số ấy. Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là bấm vào đường link đăng ký ở bên dưới để cùng có mặt với những con người tuyệt vời này tại chương trình 3 ngày này. Phạm Thành Long xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong 3 ngày tuyệt vời của Đánh Thức Sự Giàu Có online. Bấm vào đường link bên dưới để biết thêm chi tiết về chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bên trong.